Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh PhoNui TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 11 tháng 6 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu sáng nay ngày 11 tháng 6, giá tiêu xuất khẩu tăng vũ bão tại Indonesia và Brazil. Trong khi đó, giá tiêu xô trong nước đồng loạt tăng cao ở các địa phương trọng điểm. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 10 tháng 6 với giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tiếp tục tăng tới 816 USD trên tấn, lên mức là 6.451 USD trên tấn, tăng 12,65% so với phiên trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 995 USD trên tấn, với mức tăng là 11,82%, lên mức giao dịch là 8.420 USD trên tấn. Đáng chú ý, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil tăng liên tục trong phiên vừa qua với mức tăng là 800 USD trên tấn, từ mức 7.700 USD trên tấn lên 8.500 USD trên tấn, tăng 10,39% so với phiên trước. Hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil đạt mức 214.600 đồng 1 kg. Giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia trong phiên vừa qua vẫn duy trì ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn, trong khi giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít duy trì ổn định ở mức 6.500 USD trên tấn và 6.700 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ở mức 9.500 USD trên tấn. Thưa các bạn, cùng đà tăng với giá tiêu trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen tại thị trường cô chi Ấn Độ trong phiên vừa qua cũng ghi nhận tăng mạnh với mức tăng tới 25 rupee 1 kg. Hiện giá hai loại mặt hàng là tiêu xô và tiêu chọn trên sàn cô chi Ấn Độ có mức giá là 655 rupee 1 kg và 675 rupee 1 kg. Tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, hiện giá tiêu đen tại quốc gia này đang có mức giá là 199.400 đồng và 205.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, giá tiêu trong nước tuần qua cũng ghi nhận tăng vọt tới 18%, từ mức 148.000 đồng lên 174.000 đồng 1 kg. Đặc biệt có những ngày trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu tăng tới 700 đến 800 USD trong một ngày. Nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc, khu vực Trung Đông, Mỹ và EU trong tuần qua đã củng cố niềm tin giá tiêu đen sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu tiếp tục bật tăng phi mã với mức tăng là 5.000 đồng đến 5.500 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá hồ tiêu trong nước thu mua ở mức là 175.000 đồng tới 178.000 đồng 1 kg. Ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 177.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức là 175.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, sáng nay giá hồ tiêu cũng thu mua với mức giá là 175.000 đồng 1 kg. Mức giá 75.100 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Trong khi tại tỉnh Lâm Đồng thu mua ở mức là 176.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay giá hồ tiêu tăng 5.500 đồng và thu mua ở mức là 178.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 178.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 177.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, giới chuyên gia trong ngành nhận định giá hồ tiêu hiện đã bước vào chu kỳ tăng giá mới, động lực tăng giá trên thị trường hiện vẫn là câu chuyện nguồn cung thấp khi vụ thu hoạch đã kết thúc và sản lượng vụ vừa qua thấp nhưng nhu cầu vẫn ở mức cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh PhoNui TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.